Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Nga là cái vị làm bài viết ngắn thôi. Dạ. Đủ ý được rồi. Là nó viết dài chi cho nó mệt. Không, nói chung mệt chung. Viết gì cũng mệt mà sử đọc gì cũng mệt. Nên nhớ không biết sao này. Hả? Không, sau này con giải sẽ mới ra điều kiện được. Trong vòng một trang hay là hai trang thôi. Cái đó là cái gì học phải chơi giỏi mới có nghĩa là đúng rồi, giống như vắn tắt đó, tóm tắt lại đó, có nghĩa là làm cho cái vị phải có cái nhận thức tốt thì cái bài đó tổng quát lại thôi, mấy cái ý thôi. Ừ, vậy thôi, dài, gạch dài ba vòng là đủ rồi. Thế bị thấy đó thì nó càng ngắn nó là càng khó đó chứ không phải dễ đâu nha. Siêu à. Biết tí thôi không thầy? Hả? Biết tí thôi không gạch. Đúng cũng được, gạch ý cũng được, nhưng mà phải đúng ý nha. Gạch nhiều ý mà nhiều ý quá mà ý không phải trong kinh là thua luôn à. À, thì bữa hổm mình học bốn cái tứ vô lượng tâm ha, cho cái bài này nó hay quá thiệt á, bài kinh không mà dạy kiểu này chắc tốn thời gian dữ. Bên này chúng ta sẽ học ba cái, có nghĩa là tam giải thoát môn, mà cái vị thấy thường thường các chùa là có nghĩa là ba cái cổng là thể hiện ba cái này nè: không, vô tướng, vô tác hay là gọi vô nguyện cũng vậy. Cái này rất là hay, mà cái vị không có thiền định là thua. Cái này mà cái vị không có tu thiền định là chỉ có nói Phật nói vậy hay là sư nói ấy thôi à. Cái này cái vị phải có thiền định mới thấy được nha. Nói tới thiền định á, thưa cái vị rồi, đừng có lấy cái này phải có thiền định mà lấy thiền định mới giải thiền định được. Thường thường các cái đề mục trong các cái thiền định đó, nó đưa ra một cái gọi là cái thọ đạo, giống như câu mà mười mấy hai mươi năm về trước đó, bản thân nhà sư ngồi đó đọc hoài hết năm này năm kia mà không thấy có kết quả. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta đi về đâu, ngồi ra lấy cái câu đó cứ thọa tới thọa lui, giật tới giật lui riết bao nhiêu năm mà không có kết quả miếng nào cả. Cái này nói thiệt, nếu muốn biết cái này thì học tri thức là biết ngay. Cái này á là chúng ta từ đâu đến, từ thất đại. Trong vũ trụ từ thất đại nó hình thành trên cơ thể này. Rồi chúng ta đi về đâu? Trả về cho thất đại vũ trụ. Xong rồi đó. Nếu mà cái câu thọa này mà ngồi thọa bao nhiêu năm mà không có học tri thức cũng không có kết quả. Tại làm sao? Nó có những cái gọi là những cái đề mục nó có giá trị ngay bây giờ mà chúng ta không có lấy ra làm cái thọa đạo để chúng ta thiền định. Cái này không ai dám mà gọi là hiếm có người mà dám đụng tới vấn đề này. Mà cứ lấy cái câu mà thầy trò cùng nhau thọa hoài. Cái vị mình có biết chứ, cái thời xưa những cái thời giống như cái vị đó là ăn bo bo với lại cái gì đó.
Đúng rồi. Khoai mì đũa là giá trị thời đó đúng không? Cái thời đại này cái đó đâu có giá trị, dinh dưỡng đâu có nhiều, đúng không? Cái tu hành cũng y chang như vậy. Những cái đề mục mà nó khi chúng ta thiền định mà chúng tu tập mà nó không có giá trị nhiều á, nó không có dinh dưỡng. Tại làm sao xã hội bây giờ, cái vật chất bây giờ, cái điều ăn bây giờ nó có dinh dưỡng rất là tốt. Đây này, những cái này khi mà chúng ta giống như lấy cái thọ đầu giống như là vô thường, chúng ta thiền định chúng ta co thử cái vô thường Đức Phật nói trúng mà không. Chúng ta quán hết ngày này tới ngày kia, hết ngày nọ, bao giờ chúng ta có nghĩa là nhận thức được cái cuộc đời vô thường. Chúng ta chấp nhận nó là vô thường, chúng ta sống giữa cái cuộc đời này, đứng trước cái cuộc vô thường người khác, chúng ta không còn sợ nữa, không còn lo âu nữa. Và ngay chúng ta tu tập trong cái định lực, cái thiền quán vô thường này, chúng ta rời rớt bất những thứ phiền não, để chúng ta có được những cái hạnh phúc ngay bây giờ đây này. Chứ không là chúng ta cứ nghĩ chúng ta sống dai, sống lâu, chúng ta bám vào những cái vật chất không, chúng ta ngay bây giờ không có an lạc được. Tại làm sao những cái đề mục đây là những cái cũng như bây giờ cái đồ ăn nó có dinh dưỡng, nó có tác dụng có ngay lập tức bây giờ. Chúng ta không đem ra mà để thiền định, mà những cái thứ thiền định, những cái đề mục mà bao nhiêu, những giống như hồi xưa mình ăn bo nó có giá trị thời đó. Bây giờ mình cũng đem cái đó ra mình ăn lại, không có giá trị gì hết. Cái này ở đạo Phật rất là hay nghe. Cái đạo Phật không bắt ai phải, có nghĩa là làm trúng với Đức Phật, có nghĩa là trong quá trình tu tập người ta phải có cái nhận thức riêng hết, nó có giá trị. Chứ không là chúng ta đem cái đó ra là chúng ta ngồi gật gù hoài, không có giá trị. Mà trong cái cuộc sống hiện tại này, tham sân si phiền não, chúng ta không quán tưởng, chúng ta không đi sau vào nó được, chúng ta sống một cuộc sống không có giá trị. Giáo lý nhà Phật không áp dụng việc miếng nào nha, phải đổi, phải thay đổi, chứ đừng cái bám vào cái đó. Có nghĩa là thiền định là cái đừng cái quan niệm là phải ngồi như thế nào hết. Có nghĩa là bình thường cái bị ngồi như này, cái bị hay nghĩ bậy, nghĩ cái này cái kia cái nọ. Bây giờ cái bị ngồi như thế này, cái bị để cái tư tưởng tập trung vào cái lời Đức Phật. Như Đức Phật nói này, không vô tướng, vô tác hay là vô miệng, lấy một cái thôi. Bây giờ không ngồi coi thì Đức Phật ông nói là vạn vật trên đời này là không, không bằng cách nào. Có chiếc xe, có cái nhà, có con người, có vật chất trên đời này mà nó không sao được. Nếu mà nó không thì đó người ta nói mình bị điên đấy. Nhưng mà cái giáo lý Đức Phật cho mình nhận thức, cho thấy rằng, có nghĩa là đương thể tức không, có nghĩa là cái hiện tướng bây giờ nó có trong đó, nhưng mà ở trong nó bao hàm cái quỷ hoại tàn. Nó sẽ hư một ngày nào đó. Cái này không này, đương thể tức không, có nghĩa là chúng ta ngồi thiền định quán tưởng coi Đức Phật ông nói là như trong kinh Bát Nhã cái bài đọc gì, sắc tức thị không. Sắc là cái gì? Là cơ thể này, là nhà, là cửa, vật chất. Tức thị không, đúng không? Bây giờ một cái đề tài đó mình ngồi mình suy nghĩ coi, cơ thể này có tức không không? Chết rồi mất luôn không? Hay là người nào cũng sống dài 3 triệu năm không? Rõ ràng là sắc tức thì không. Có nghĩa là có cơ thể này rồi một ngày nào nó sẽ gọi là biến mất. Nhưng mà nhớ là biến mất không mất luôn nha. Nó thay đổi một cái trường trạng thấy con người vật chất này, nó trở thành một cái mình gọi là không thấy gì hết trong cái vũ trụ này. Nhưng mà một lát cái bị thấy, rồi sắc tức thì không, rồi không tức thị sắc. Từ cái không trong cái vũ trụ này mà không thấy gì hết, nhưng mà từ cái đó nó hình thành nên một con người mới. Giống như cái cành hoa,
Bây giờ cánh hoa này mình gọi là hoa hồng, bản thân nó cái hạt nó không hồng được. Cái màu hồng mà nó có trong vũ trụ này mà không ai thấy màu hồng ở đâu hết. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có nghĩa là cái mà mình không thấy trong vũ trụ này, nhưng mà cái bông này nó lên thì tự động có màu hồng này, nó sẽ ra màu hồng. Bản thân cái này không thấy hồng được, cái hạt nó không thấy hồng. Nếu mà nó hồng đi vô trong không ánh sáng, trầm thử nó ra màu hồng không? Không có. Cái màu hồng này trong cái vũ trụ này, từ cái không nó trở thành cái sắc. Nhớ, mình ngồi thiền định có nghĩa là Đức Phật nó sắc tức thì không, có nghĩa là từ vật chất cho đến cơ thể con người cũng vậy. Một mai nó sẽ thay đổi từ một cái trạng thấy con người mà nó trở về giống như không còn thấy gì hết. Nhưng mà vô lý nhà Phật có nghĩa là không phải là mất luôn, mà nó thay đổi trạng thái vào một ngày nào nó sẽ quay ngược lại. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ngồi thiền định coi, cái đề mục rất có giá trị. Khi quý vị ngồi quán tưởng như vậy đó, chúng ta sẽ sống trong ngay cái cuộc đời này có giá trị nữa. Không có bon chen nữa, không có giành giật nữa. Chúng ta sống ngang với cái khả năng làm ăn của chúng ta, ngoan có phước báo của chúng ta, mà chúng ta hưởng được những cái hạnh phúc ngay bây giờ. Bên chúng ta có vợ, có con, có chồng, có ông, có bà, có mẹ. Nếu mà chúng ta suy nghĩ quán tưởng được sắc tức thì không, một ngày nào chúng ta cũng mất. Bây giờ có tiền bạc nhiều cũng phải như vậy, thì chúng ta sẽ không còn buôn bán theo những cái danh lợi kia, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái hạnh phúc. Chúng ta đang có ba kế bên, có mẹ kế bên, có chồng, có vợ kế bên. Nếu mà chúng ta không quán đó, chúng ta sống cả một cái gia đình hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta đang sống trong niết bàn mà chúng ta không cảm nhận gì cả. Chúng ta chỉ chạy theo những cái mà chúng ta nghĩ là cái vật chất là tồn tại, mà chúng ta bỏ đi cái hạnh phúc này. Đó, cái quán vô thường, một cái đề mục rất là có giá trị. Ngay bây giờ nó cái dinh dưỡng nó rất là tốt. Tại làm sao chúng ta không để cái này đi tâm rồi, chúng ta lấy một cái đề mục này chúng ta thiền định. Có nghĩa là không ha, sắc tức thì không. Ngồi quán tưởng cái cơ thể con người của mình, Đức Phật ông nói là do thất đại theo đại thừa, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Chúng ta là một tiểu vũ trụ, cơ thể mỗi người là một tiểu vũ trụ. Trong cái tiểu vũ trụ này nó có 7 yếu tố đó. Thì khi mà 7 yếu tố này, cái cơ thể con người ta chết, thì 7 cái này nó trả về cho 7 cái đại trong vũ trụ. Cái gì cơ thể có, ở ngoài vũ trụ có. Trong đó có cái kiến và cái thức của mi chang như vậy. Nó không còn một cái linh hồn nha. Ai mà nó sau mà chết mà còn một cái linh hồn mà dắt dưỡng này kia nọ, đó là không phải có đầu vật. Có những cái nền giáo lý, những cái tư tưởng mà nó nằm ở trong cái nền giáo lý Đức Phật, mà không ai có khả năng là một, không ai tách nó ra. Nó đang lợi dưỡng, nó thẳng thừng như vậy. Cái này là không phải giáo lý đạo Phật. Còn một linh hồn là một cái thường kiến trong nhà Phật, mà thường kiến là một cái tư tưởng, có nghĩa là không có trong giáo lý Đức Phật. Thì sau khi chết, có nghĩa là chúng ta ngồi quán tưởng như vậy, để chúng ta mạnh dạn bình tĩnh trước cái chuyện ra đi chúng ta sắp một ngày nào đó. Không này, chứ không phải là nhìn ra ai hỏi không. Trong nhà Phật nói không là nhìn cái gì chỉ cũng không hết nha. Cái nhà cũng không, cái cửa cũng không, cái án không, ta nói mà điên á. Nhưng mà nói rằng là nó hiện tại là nó có, nhưng mà trong cái có của nó là nó có mầm móng của cái không trong đó. Một ngày nào nó sẽ tan hoại, nhưng mà nó tan hoại từ vật chất cho đến tinh thần nó không mất. Nó chỉ thay đổi từ một cái trạng thái này qua một trạng thái khác.
đó là không. Nó cái gì ngồi đi, ngồi thiền định quán đi. Ba cái có nghĩa là tam giải pháp môn mà bất cứ cái ngôi chùa nào phải có, gọi là ba cái cửa này. Không. Rồi thứ hai là vô tướng. Có nghĩa là thật tướng của vạn pháp trên đời này không có tướng. Cái này nghe hơi lạ mà hơi khó đó nha. Cái giáo lý này là phải nói là giáo lý là thượng thừa của nhà Phật đó. Vô tướng có nghĩa là mình nhìn con người này á, mình thấy tướng không. Cái bàn cái ấy này là tướng không. Mà nó gọi là vô tướng là sao? Tại vì cái con người của mình là cái kết hợp của bảy yếu tố tạo thành. Đức Phật gọi là cái giáo lý gọi là nhân duyên. Nó là nhiều cái nhân cái duyên tạo thành. Nó đâu có hình tướng, nó tạm bợ. Nó là tổng hợp nhiều công ty. Mà trong nhà Phật gọi là vô ngã. Có nghĩa là mình không có quyền, không có sở hữu gì trong cái cơ thể mình hết. Bây giờ tóc nó đang màu trắng đẹp dài đây mà muốn biểu nó chừng đừng bạc được không? Không được, không có quyền. Tuổi 30 là tuổi đẹp nhất, khỏe nhất, bị dừng là đó, đừng có già nữa, được không? Không có quyền. Vô ngã. Tại vì nó là một tập hợp, cái cơ thể của mình là một tập hợp nhiều nhân nhiều duyên tạo thành. Nó có tướng, gọi là vô tướng. Vạn vật trên đời này bất cứ cái gì cũng phải nhiều nhân nhiều duyên tạo thành. Mà nhiều nhân nhiều duyên tạo thành có nghĩa là chúng ta không có quyền gì trong đó cả. Mà trong giáo lý gọi là Phật gọi là vô ngã. Chúng ta không có quyền hành gì đâu, bất lực. Chứ bị ngồi tướng, ngồi quán vô tướng đi. Một cái đề mục rất là hay. Không có hình tướng. Nó là chẳng qua là tập hợp nhiều cái. Giống như quý vị thấy bảy sắc cầu vồng. Nó hình thành nên một bảy sắc cầu vồng. Nhưng mà khi nó tan biến thì sao? Bảy cái màu đâu có được. Nó là chẳng qua là tập hợp nhiều cái sắc bảy cái màu đó lại. Tự động cái thời tiết nó không đầy đủ nữa thì nó tan biến, giống y như cơ thể của chúng ta thôi. Nó không có tướng thật. Ví dụ một công ty là một người có quyền, hay là cơ thể của mình này, mình được quyền biểu mày bây giờ không được già thì nó không già, biểu đừng chết thì nó đừng chết, thì mình gọi là có ngã, mình có quyền. Còn cái này mình bất lực hết, không có vô ngã. Có nghĩa là vô tướng, nó là chẳng qua là tập hợp, nhân duyên nó tập hợp lại một nhóm vậy đó. Nó không có tướng. Ở đây quý vị coi truyền hình á, quý vị thấy ví dụ như là ca đang ca hát này kia gọi là tướng đúng không? Chỉ cần mất một cái chi là không có điện, hay là không có anten, hay là bất cứ một trong nhiều cái gì đó, là tự động cái tướng đó, gọi là cái tướng hồi nãy đó, người ca hát bây giờ nó sẽ tan biến ngay lập tức. Bây giờ đập hết cái tivi ra, lôi cái người hồi nãy đang ca hát cũng không có đồng đâu. Nhưng mà đủ cái nhân cái duyên rồi thì tự động cái hình đó nó sẽ quay lại ngay lập tức. Quý vị thấy cái giáo lý nhà Phật rất là đặc biệt, mà nhất là cái thời đại khoa học bây giờ, cái nhân duyên nó rất là đặc biệt trong cái nền giáo lý nhà Phật. Bây giờ quý vị ra ngoài coi cái gì, coi thử một nhân một duyên tạo thành được không? Không được. Phải nói là trùng trùng. Bây giờ ví dụ như mình nói là bây giờ một người sinh ra đi, gọi là tinh cha huyết mẹ đủ chưa? Làm sao đủ được? Rồi bây giờ muốn ông già mà có tinh đó thì bây giờ ông có ăn cái gì, uống cái gì, ăn biết bao nhiêu thứ, cốc xoài ổi này kia nọ, biết bao nhiêu thứ. Rồi người mẹ muốn có được cái đó thì phải ăn bao nhiêu thứ, trùng trùng không thể liếm hết được.
xã hội này cứ bị co, lấy ra bất cứ một cái nào cứ bị co thử, có cái nào mà liệt kê được bao nhiêu cái nhanh cái nhiều không? Không thể có được, không thể liên kết được. Nên từ cái mà chúng ta học là vô tướng, có nghĩa là đại ý, có nghĩa là do cái nhân duyên trùng trùng nó hòa hợp với nhau, nó tạo nên cái đó, nó giả thôi, nó không có thật, nên gọi là vô tướng. Vô tác hay là vô nguyện, nó hai cái này sử dụng cái nào cũng được. Nếu mà chúng ta sử dụng vô nguyện á, thì cái cuộc đời này đó, mình gọi là mình tu hành mà mình đạt được theo tiểu thừa thì người ta nói là đạt được bốn quả sa môn, nhưng qua đại thừa người ta nói không có đạt cái gì. Cái vị đọc đại bác nên đọc Bát Nhã, vô tu, vô chứng, vô đắc và nguyện gì nữa, mình tu đến mức trở về cái vị trí ban đầu của mình, cái đó mình đã khó tự đạo rồi, nguyện cầu cái gì nữa. Chẳng qua là giống như Đức Phật ví dụ trong trong kinh Pháp Hoa, giả cùng tử mà bỏ cha mà ra đi rồi 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 bao nhiêu năm rồi ông già đi tìm rồi đến một cái thành nọ ở lại rồi lập nghiệp rồi giàu có, rồi khi cái người con này đến gặp ông cha không nghĩ là cha của mình, mà ông cha biết đó là con của mình mà nói trực tiếp nó thì nó không chấp nhận, thì người cha phải dùng phương tiện là bắt nó phải làm phân rồi làm trong mọi việc trong gia đình, rồi sau đó rồi mới nói cuối cùng rồi mi là con của ta, tài sản này là của ta. Thì Đức Phật ông ví dụ cái câu chuyện đó giống y như là Đức Phật nói chúng ta. Đức Phật nói là chúng ta bản thân đã có Phật rồi, mà bây giờ nói chúng ta thành Phật, đã thành Phật rồi chúng ta nghe không nổi, không dám nghe. Nghe khi bị nhớ kinh Pháp Hoa mà trước khi nói Đức Phật là trăm hội chúng phải rời cái hậu trường đó 5.000 tăng ni Phật tử. Là kinh Pháp Hoa là chỉ vào cái gì? Cái Phật tánh, cái tri kiến Phật. Có nghĩa là cho mọi người biết là bản thân mấy người là đã Phật. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta không dám nhận. Thì Đức Phật ví dụ Đức Phật mới bắt đầu dạy dỗ từng thấp lên cao, giống như ông Tiểu Dạ. Lúc ban đầu không thể dám nói là với đứa con đây là tài sản của cha, cha là cha của con, cái tài sản này sau này sẽ là của con, thì chắc chắn đứa con nó không dám nhận. Ông phải dùng bằng mọi phương tiện, bằng cách cho nó hút phân làm gia đình này kia nọ, rồi cuối cùng mới thuyết phục nó mới dám nhận chuyện đó. Quý vị thấy toàn bộ 28 phẩm trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật chỉ cho chúng ta dùng nhiều cái câu chuyện cho chúng ta nhận thức cho được là trong mỗi chúng ta đều là Phật rồi. Hay là cái người bạn mà sai xỉn gì đó, còn người bạn của mình cho viên kim cương cột trong áo rồi xỉn xong rồi sáng dậy rồi tỉnh dậy thì người bạn mà không xỉn nó tới hỏi bạn có lấy kim cương để mà trang trải cuộc sống chưa, thì người này nó không biết. Thì ý Đức Phật muốn nói là trong bản thân chúng ta đã có Phật rồi mà chúng ta không nhận diện được, giống y chang như cái anh chàng kia, trong cái túi áo của người đó, người bạn của mình đã cho cái viên kim cương rồi mà không biết trong mình có vàng, không biết sử dụng chỗ này. Thì ở đây cái mà tôi nói là vô nguyện hay là vô tác, thì vô nguyện có nghĩa là cái cuộc đời này chúng ta thường thường chúng ta tu ít á, thì chúng ta phải tu pháp môn này pháp môn kia pháp môn nọ đủ thứ á, mà tu rất là cực. Nhưng mà qua tư tưởng đại thừa mà cái việc có dịp mà học mà kinh Di Ma Cật là một, kinh Chứng Đạo Ca là hai, là ba cái này là vũ sạch. Chúng ta
gọi là chúng ta tu thiền nhiều, chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta tự xưng tự đắc, mà cái đó chẳng qua là giống như Đức Phật nói trong câu chuyện là chẳng qua giống như một cái anh chàng mà mới sinh ra anh không có ghiền rượu, rồi anh ghiền rượu xong anh uống rượu xong rồi anh cai rượu lại, rồi anh đi khen, anh đi thưa nói mọi người rằng là anh có cái công rất lớn trong quá trình cai nghiện rượu của anh. Những người trí thức người ta chẳng qua là nói là tại vì anh ngu anh uống à, bây giờ anh cai là chẳng qua anh trở về cái vị trí của con người bình thường của anh thôi à, chứ có giỏi cái gì đâu. Thì cái người tu hành cũng giống như vậy vậy, chúng ta tu nhiều có pháp môn chẳng qua là chúng ta sửa những cái tánh hư tật xấu, đến cái giai đoạn mà chúng ta không còn hư nữa thì cái đồ đó bỏ rồi, nó là vô nguyện hay là vô tác. Vô tác có nghĩa là mọi vật trên đời này không có tác giả, không có tác giả nha. Có nhiều tôn giáo người ta nói rằng con người này là do giáo chủ của người ta, có nghĩa là tạo nên, là tác giả đó. Nhưng mà cái người trí thức người ta đặt câu hỏi là sẽ khó trả lời bằng cách này, có nghĩa là cái vị giáo chủ của anh á là người thiện hay là ngã, thì người ta sẽ nói là giáo chủ là người thiện chứ đúng không. Thì người ta hỏi tiếp, nếu là người thiện á thì tại sao không nắng cái con người ra toàn là đẹp hết, mà sao nắng ra người tốt người xấu rồi người cao người thấp như vậy, thấy chưa, một cái sai lầm lớn. Có nghĩa là cái con người đi nữa cũng không có tác giả, không ai là cái người làm ra nó. Nó là do nhiều cái nhân cái duyên tạo thành. Bất cứ một vật trên đời này cũng vậy, không có ai là tác giả của nó cả. Nó là kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên tạo thành. Thì vì thấy cái giáo lý nhà Phật nó đi, nó càng gần với khoa học nó càng sáng rồi, mà chúng ta thấy sống rất là khỏe rồi. Chứ không là chúng ta, nó là cái mọi vật trên đời này do thần của chúng ta hay là giáo chủ chúng ta là tạo ra là thất bại đấy. Vô tác có nghĩa là không có tác giả, điều mọi thứ trên đời đều do nhân và duyên tạo thành. Rồi chúng ta đọc lại cái bài kinh cái đoạn đó ha. Này các tỳ kheo, thế nào là quán bảy xứ thiện? Bảy xứ thiện ha, cái này cũng quan trọng ha, tôi đã trình bày rồi ha. Chúng ta học, chúng ta thấy bảy cái mà gọi là tứ vô lượng tâm á, chúng ta còn xa Đức Phật dữ lắm. Mà xa với Đức Phật không phải là ngồi đó có, mà chúng ta phải tập. Có nghĩa là bao giờ chúng ta rải cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, không có cái ta trong đó, mới gọi là tứ vô lượng tâm với Đức Phật. Thế nào là quán bảy xứ thiện? Ở đây tỳ kheo đêm tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn hướng và phương trên dưới cũng đều như vậy, làm cho tâm từ tràn đầy khắp thế gian, với tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng như vậy. Bốn cái tứ vô lượng tâm này Đức Phật dạy rất là rõ ha. Chẳng những rải tâm từ bi hỷ xả bản thân chúng ta, ở trang số 106 quý vị, ở bản thân chúng ta gia đình, mà rải khắp trong vũ trụ này, quý vị thấy này, Đức Phật nói từ trên bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và dưới mười phương, có nghĩa là khắp trong vũ trụ này rải cái tâm từ đến mức độ đó. Còn không mà chúng ta rải bản thân rồi gia đình, xa hơn nữa là đất nước, người cùng đất nước, rồi xa hơn nữa là châu Á, rồi xa hơn miếng nữa còn nhiều hướng nữa,
Còn ở đây Đức Phật nói là bất cứ là người đó ở châu nào, ở lĩnh vực nào, chúng ta phải rải bốn cái tâm từ này. Quý vị thấy cái giáo lý của Đức Phật, của Đạo Phật mình ghê gớm không? Nó đâu có đơn giản đâu quý vị. Nó dạy cho con người làm cho thế giới hòa bình rõ ràng. Rồi không vô tướng vô nguyện cũng là như vậy. Các căn đầy đủ, ăn uống điều độ, thường tự giác ngộ, tỳ kheo quán bảy pháp như vậy. Đó là nguyên một đoạn đó mà chúng ta học gần như 2 tiết ha. Chúng ta tiếp tục cái đoạn thứ hai này. Tỳ kheo xét bốn pháp như thế nào? Ở đây tỳ kheo quán thân nơi nội thân, trừ khử sào ưu, thân niệm xứ, quán thân nơi ngoại thân, thân niệm xứ, quán thân nơi ngoại xứ, ngoại thân, thân niệm xứ, quán thọ nơi nội thọ, thọ niệm xứ, quán thọ nơi ngoại thọ, thọ niệm xứ, quán thọ nơi nội ngoại thọ, thọ niệm xứ, quán tâm nơi nội tâm, tâm niệm xứ, quán tâm nơi ngoại tâm, tâm niệm xứ, quán tâm nơi nội ngoại tâm, tâm niệm xứ, trừ khử sầu ưu, không còn các khổ hoại, quán pháp nơi nội pháp, quán niệm xứ, quán pháp nơi ngoại pháp, quán niệm xứ, quán pháp nơi nội ngoại pháp, quán niệm xứ, tỳ kheo hãy quán sát bốn pháp như vậy. Nguyên cái đoạn đó đó, ở đây quý vị học bên Phật giáo Nguyên Thủy là thiền gì hả? Tứ niệm xứ. Đại ý nguyên cái đoạn nó dịch như thế này này: quán gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nguyên cái đoạn đó chỉ bao nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta đi từng bước ha. Có nghĩa là trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, đây là những cái, hoặc là những cái thọa mà chúng ta cần ngồi thiền định chúng ta quán này. Quán thân bất tịnh. Có cái đề mục này Đức Phật ông nói trúng không? Ông nói cái thân là thân bất tịnh. Mục đích cái thân bất tịnh để làm cái gì? Để đối trị những người có những tham dục. Khi mà chúng ta ngồi quán cái thân bất tịnh này á, thì cái tham dục chúng ta nó sẽ bớt đi. Ngay cái thời Đức Phật còn tại thế, những vị tỳ kheo á, đi ra ở ngoài nghĩa địa, cái nơi mà người ta chôn cất đó, ra ngồi quán cái tử thi này nè. Đến lúc ban đầu Đức Phật nói là sai cách vị tỳ kheo ra quán, thì mấy ông quán đến mức mà ông nhàm chán, ông thấy đau khổ cái mạng người sao mà nó ngắn ngủi rồi nó dê tởm đó, nó dơ dái như vậy. Đến giai đoạn mà những vị tỳ kheo tự tử đó, có giai đoạn có những vị tỳ kheo tự tử, thì sau đó Đức Phật mới biết cái câu chuyện là lý do, thì Đức Phật mới kêu các ông tỳ kheo còn lại mới tới nói rằng là Đức Phật dạy ông quán bất tịnh á, để cho mấy ông mất những cái tham dục, để ông sống giữa cuộc đời này nó có an lạc, chứ không phải để ông quán bất tịnh rồi ông tự tử. Nó sai lầm đến mức độ ban đầu Đức Phật nói cái chưa nói mà lý do tại sao quán bất tịnh. Thì cái vị quán Đức Phật nói là quán bất tịnh đó, có nghĩa là theo ở trong kinh mà của các vị tỳ kheo á, thì nói là cái cơ thể của mình nó tới 36 cái lỗ. Trong cái cơ thể của mình nó có 36 cái lỗ mà nó tiết ra những cái đồ dơ. Thì đại ý Đức Phật ông nói là cái cơ thể chúng ta nó giống như cái bọc, mà còn trẻ thì cái bọc mới, mà già thì cái bọc cũ. Thì vì cái bọc cũ nó xấu hơn, cái bọc trẻ thì bọc mới thì nó đẹp hơn. Nhưng trong cái bọc đó chứa toàn bộ là đồ dơ hết. Thầy quý vị ngồi suy nghĩ coi, đúng không? Quán tưởng coi, có ai nói trong mình đồ sạch không? Bất cứ chỗ nào nó tiết ra cũng là dơ hết.
không có chỗ nào mà sạch cả. Chúng ta ngồi Đức Phật có đồ mà để cho chúng ta tập, để chúng ta tu hành có an lạc, mà tại chúng ta không sử dụng thôi. Ngồi thiền định quán cái này đi là chúng ta sẽ có kết quả ngay lập tức. Rõ ràng là cái cơ thể chúng ta bất cứ nó bị chày, nó bị xước hay nó bị vết thương nào là tự động trong nó chảy đồ dư ra. Tại vì trong đó là nó là toàn là đồ dư mà. Nên cái bà gì mà thương ông Anh An á, gọi là bà Ma Đăng Già nha, quý vị nghe, Ma Đăng Già đừng có nghĩ là bà Ma Đăng Già là giống như cái bà ma nha. Cái từ Ma Đăng Già mà dịch qua tiếng Việt của mình á là cái tên. Ừ, chứ không phải là cái bà đó thành ma. Ma Đăng Già là cái bà đó ma già. Thì cái bà này thương cái ông Anh An thì Đức Phật mới kêu có bà hỏi giờ thương ông Anh An cái gì. Thì bà nói là thương hoa Anh An có con mắt. Thì ông Phật ông nói rủi như là để 2-3 ngày mà ổng không có rửa mắt hết thì sao. Bà nói ghê quá. Rồi hễ mà bà nói bà thương cái gì thì ông Phật cứ đưa ra. Bà thấy cái nào nó cũng không sạch hết. Từ cái đó bà mới chứng có nghĩa là của bà vị, có bà xin Đức Phật đi vào đi tu. Ở ngoài đời người ta đâu có cơ hội nhìn cái này. Không phải mình nhìn cái này để mình bi quan, để mà cho chúng ta có cái cuộc sống an lạc ngay cái cuộc đời này. Chúng ta nhận thức cho được. Đó là quán thân bất tịnh. Chúng ta cần phải thiền định quán ở chỗ này. Rồi quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Thọ có nghĩa là có thọ, có nghĩa là cái cảm nhận á, nó có ba trường hợp. Một là thọ là vui á, hai là thọ khổ, thứ ba là thọ bất lạc bất khổ. Mà hình như á, từ sáng cho tới chiều chúng ta dính ba cái này không, ít có trường hợp nào chúng ta gọi là bất lạc bất khổ bất lạc. Và bất khổ bất lạc trong nhà Phật có nghĩa là vắng lặng cái phiền, cái khen và cái chê á. Nếu mà ai khen á thì chúng ta gọi là thọ lạc, mà ai chê á chúng ta buồn á, thọ khổ. Mà chúng ta tu mà sao mà chúng ta hạn chế bớt, chúng ta chặn đứng bớt, đứng trước cái khen và cái chê, chúng ta đừng bị bởi nó làm chúng ta phiền não, buồn vui theo nó, thì có nghĩa là bất lạc, bất khổ bất lạc. Có nghĩa là chúng ta mới có cơ hội. Chứ không là hình như quý vị để ý nha, đến tuổi này mà chúng ta sống bởi người khác không? Vì bà, vì ông, chúng ta không có vì ta. Mà quý vị thấy mệt mỏi chưa? Vì người ta khen, vì ông mà như vậy, chúng ta chạy theo cái vì đó. Chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh. Người ta khen á, thì chúng ta vui, mà người ta chê á, là chúng ta không vui. Nhưng mà trong cái khen cái chê, quý vị coi chừng. Coi chừng trong cái khen á, chúng ta nghĩ là nó vui, nhưng mà trong đó nó có mầm mống của khổ đau rồi. Bây giờ đua xe á, ta khen đấy, đồng bọn của nó khen đấy, nhưng mà tốt hay xấu? Xấu. Giờ bây giờ quý vị đi học này nè, chiều rồi đi làm về, tối bị lớn tuổi đi tới đây ngồi đây, người ta chê đấy chứ. Xong ở nhà nghe nhạc rồi đi nhảy đầm không sướng à? Chê đó. Nhưng mà trong cái chê đó coi chừng người ta sai. Chúng ta phải có cái lập trường, phải có nhận thức. Có những cái chê chúng ta không cần quan tâm, thì một mai quý vị mới có được cái bình yên trong lương tâm quý vị. Cái này phải gọi là có bản lĩnh.
chứ không là suốt đời là chúng ta sống bởi người khác không. Mà không thể, nếu mà chúng ta sống bởi người khác thì tìm cái hạnh phúc không thể có đâu. Sống bởi chồng, bởi cho vợ mà thay đổi tư tưởng liên tục không thể vừa lòng được. Bản thân người đó người ta thay đổi liên tục mà mình không thể áp dụng cho đại, đáp ứng cho đủ được. Mà làm như vậy là chúng ta còn được cái vui không? Cái lập trường ở cái chỗ là chúng ta người ta khen hay là ta chê, chúng ta cũng nghe, cũng biết, rồi chúng ta nhận thức. Cái sự khen chê đó nó có đi sai con đường đạo không? Nếu mà đi sai đường đạo thì chúng ta cần cảm ơn và chúng ta nhận thức sửa chỗ này. Và nó đi trúng con đường đạo mà ta có chê đi nữa không cần để ý nha. Quý vị không có lập trường là quý vị chạy theo cái khen chê của người khác là quý vị không có tìm được cái bình yên đâu. Cái cuộc đời này không thể tìm được bình yên đâu. Mà nói như vậy không phải là chúng ta sống ù, mà chúng ta vẫn nhận thức, đứng trước cái góp ý của người khác, chúng ta vẫn biết, nhận thức được cái chuyện này người ta góp ý. Nhưng mà nhận thức coi cái này đó mình sai hay là đúng. Nếu mà sai, nhận thức và sửa. Còn trúng, có chê đi nữa không sao hết. Như này cách này mấy bữa này sư đệ ông mới gọi họ, ông nói sư thì nói chuyện giảng trên lớp học á, mà giống như là nói về lịch sử nó không có logic, sư không quan tâm. Tại vì sư đã hứa quý vị đâu mà sư đã nói, sư đến quý vị là bởi cái giáo lý, cái phương pháp tu, còn cái lịch sử không quan tâm. Bây giờ quý vị có nói trúng đi nữa cũng không trúng được. Tại sao? Cái này hồi xưa sư cũng là chết bởi cái lịch sử này. Bây giờ sư hỏi quý vị này, cái ngày sinh của Đức Phật á, bây giờ ta cho quý vị là bảy cái giả thiết ngày sinh của Đức Phật, ngày tháng năm sinh của Đức Phật khác nhau hết, và chọn ai? Làm sao mãi được? Nó là vật chất, nó là cái xã hội ngoài, nó là gọi là cái vạn pháp trên đời, nó có tướng và nó có thay đổi. Mà chúng ta chạy theo nó là chúng ta càng khổ thôi. Rồi bây giờ nói bây giờ nếu mà đứng ngồi lại để mà bàn bạc là chỉ có quấn lộn nhau thôi. Chứ làm sao cãi được? Ai trúng ai sai? Thấy không? Cái đó không cần thiết. Mà quý vị nhớ cái câu chuyện Đức Phật nói á, là một cái người bị thương á, là cái ông bị thương ông nói đừng có gỡ cái vết thương ra, đừng có bôi thuốc vô, mà để ông hỏi thử cái mũi tên này từ đâu bắn đến, hay là cái người bắn nó làm bằng cái gì, thì ông chết mất tiêu trước khi mà ông ngái thì ông đã chết rồi. Chúng ta học cái lịch sử y chang như vậy. Nếu chúng ta bám vào cái lịch sử không là chúng ta chết, không có trúng được. Bây giờ quan trọng là chúng ta giống y như là cái người bị thương đó, đừng từ từ để hỏi từ đâu nó cái mũi tên nó bắn tới, nó bắn làm bằng cái gì hết, gỡ ra băng thuốc vô để cứu sống mạng cái đã. Giống như bây giờ chúng ta học kinh điển Đức Phật, chúng ta học các phương pháp, chúng ta áp dụng cuộc sống, chúng ta có an lạc cái đã. Còn cái lịch sử sư nói hết đời này tới đời kia không có đâu trúng được hết, không có đâu chính xác được hết. Chỉ có cách là bây giờ khi bị cái học giáo lý Đức Phật rồi áp dụng vô là khi bị có kết quả rồi. Còn cái chuyện lịch sử, có những nhà học giả lịch sử người ta đã nghiên cứu mảng đó, mình đừng lo cái mảng đó. Có nghĩa là cái vị đó có góp ý nhưng mà bản thân lượng không quan tâm, tại vì mình đã nhận thức cái cuộc đời này không có gì mà chắc hết đâu, mà quan tâm chi cái đó. Nên phải bình tĩnh, phải cẩn thận, phải nhận thức cho kỹ, đứng trước cái gọi là cái thọ này,
thọ lạc ta thọ vui. Từ sáng tới chiều chúng ta chỉ quay bởi các thọ lạc và thọ khổ không có cơ hội để cho chúng ta được gọi là bất lạc bất bất khổ. Có nghĩa là nó vắng lặng bởi cái khen và cái chê. Cái tâm chúng ta ở cái mức độ đó gọi là niết bàn trong nhà Phật đấy. Phải tập, phải có lập trường, chứ không là chúng ta cứ sống bởi người khác không là không có tìm được cái an lạc đâu. Bây giờ quý vị có thương, có lo, có suy nghĩ, có sống như người khác lên nữa, cái cuộc đời này cũng không hơn miếng nào cả, mà người đó cũng không hơn miếng nào cả. Trước tiên là phải cho chúng ta có được cái hạnh phúc cái này. Mà khi chúng ta có được cái hạnh phúc, có bình yên rồi thì một mai mới giúp người ta được. Chứ vì coi lại đi, suốt đời hình như chúng ta chạy bởi cái này không? Chúng ta bị chao đảo bởi cái khen cái chê không? Nó tuy là cái tiếng nói thôi, nhưng mà nó có cái động lực, cái sức mạnh nó làm chao đảo chúng ta có thể để chết người đấy. Chúng ta học đạo là chúng ta nhờ cái giáo lý nhà Phật, chúng ta phải bình tĩnh ở cái chỗ này. Quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường. Thứ ba là quán tâm vô thường, có nghĩa là cái tâm chúng ta nó thay đổi liên tục. Bây giờ thì học kinh an lạc quá, lát gì ai mà ghẹo ghẹo cái phiền não nổi lên, rồi ai mà kiếm chuyện cũng sân si lên. Có nghĩa là lúc thì phàm, lúc thì thánh, lúc thì phàm, nó thay đổi liên tục nha. Cái cơ thể con người chúng ta đó, nó có hai phần: thể xác và tinh thần. Cái thể xác này nó có thể nó làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ, về rồi nó nghỉ, nhắm mắt ngủ, nó nghỉ. Nhưng mà cái tinh thần nó hoạt động có thể 24/24. Ở đây có ai ngủ mơ không? Đó, nó đó, nó là cái thức đó. Cái tâm chúng ta hoạt động thậm chí cả trong giấc ngủ. Nên tại sao có những bài kinh Đức Phật nói là tu trong trong giấc ngủ nữa mà nó cũng sao lạ vậy? Có nghĩa là trong giấc ngủ mà chúng ta đang ngủ mà mơ, mà hay là ăn trộm á, đi ăn trộm của người ta, hay là làm điều ác gì á, Đức Phật nói đó là đang hành động ác, cần tỉnh thức dậy. Quý vị thấy ghê gớm không? Đức Phật ông nói là tu đến trong giấc ngủ, có nghĩa là cái tâm thức chúng ta nó có thể hoạt động 24/24. Chỉ trừ một vài trường hợp như thế này là nó không có mặt ra này. Thứ nhất là ngủ say là không có mặt nó. Thứ hai nữa là bị chết điếc. Thứ ba nữa là rơi vào cái thiền, có nghĩa là phi tưởng xứ. Nó có một vài cái trường hợp, có nghĩa là cái tâm, cái thức chúng ta nó nghỉ ngơi, còn ngoài ra nó hoạt động liên tục. Có nghĩa là ý muốn nói là cái tâm nó thay đổi liên tục, lúc này lúc kia lúc nọ, lúc thì vui lúc thì buồn. Quý vị coi lại đi, từ sáng cho tới chiều, không giận thì buồn, không buồn thì ghét, không ghét thì thương, không thương thì sân si. Hình như nó không để cho chúng ta ở yên luôn đó. Nếu chúng ta không nghe kinh, chúng ta không học đạo là nó quằn chỉ bấy nhiêu thôi. Mà toàn những cái đó là nó đưa chúng ta đang ở trong địa ngục đấy. Những cái trạng thái mà bất an, khó chịu, bất như ý đó, là địa ngục trong nhà Phật đấy. Mà chúng ta ở hoài trong đó. Vậy thì chúng ta bằng cái cách nào? Có nghĩa là để cho cái tâm nó nhẹ nhàng, có nghĩa là điều khiển được cái tâm là chúng ta phải tập thiền định này, tụng kinh này, trì chú này, có những pháp môn tu nhà Phật đó, hoặc là chúng ta nghe kinh điển này, thì chúng ta tập trung vào những cái pháp môn nó lương thiện, nó hướng cái tâm chúng ta đó, thì cái tâm chúng ta nó sẽ không bao giờ quay vào con đường ác. Đây là cái cách mà những cái giáo lý Đức Phật mà giúp cho chúng ta trở về với Phật tánh chúng ta lại chỗ này. Đó là thứ ba là quán thân, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Pháp vô ngã có nghĩa là trên đời này á, cái nhà là một pháp, con người là một pháp, cái chuông là một pháp, cái micro là một pháp, có nghĩa là mẫu vật trên đời Đức Phật là một pháp.
thì mọi cái này gọi là vô ngã. Vô ngã nãy chúng ta tìm hiểu rồi đó, có nghĩa là không có cái quyền, không có cái làm chủ ở trong đó được. Nó là nhân duyên, nhiều cái nhân duyên nó hợp thật. Bây giờ giống như cái mít tay này, bây giờ nó đủ cái nhân duyên nó nói được, nhưng mà chỉ cần thiếu một cái duyên thôi là pin này nó yếu hoặc hết pin. Thì cái gì? Nó không hoạt động, nó không hoạt động. Mọi việc trên đời nó y chang như vậy. Quý vị ngồi thiền định quán tưởng coi, cái bình, cái tách, cái ly hay là cái gì, là cái này là tập hợp nhiều cái nhân cái duyên nó tạo thành. Nó gọi là vô ngã. Quán pháp vô ngã có nghĩa là mọi pháp nó thay đổi, nó không có làm chủ nó được. Mình quán nó để làm gì? Đúng rồi, để cho mình thấy rằng là nó là một cái vật tập hợp nhiều cái nhân cái duyên, mà một ngày nào nữa nó cũng có theo quy luật thành trụ hoại công, chúng ta không dính mắc đau khổ bởi nó nha. Chứ không là chúng ta học đạo á, là chúng ta học trên đời mà chúng ta khổ dữ. Có nghĩa là chúng ta học Đức Phật nói là cuộc đời này là chúng sanh hữu tình là sanh, già, bệnh, chết. Mà vật vô tình là gì? Thành, trụ, hoại, không, thuộc lòng. Nhưng mà chiếc xe hư, buồn, khóc. Cái nhà sập, buồn, khóc. Là chúng ta học đạo không có áp dụng cái lời Đức Phật cả. Nếu mà chúng ta áp dụng, ông nói là cái vật vô tình đó là thành trụ hoại không, là chúng ta nhận thức ngay, ồ, Phật nói chúng rồi, nó là thành trụ hoại không đấy. Bây giờ nó hư thì mình đi kiếm tiền mình sửa, thấy không? Cái việc điên, cái giáo lý áp dụng cuộc sống, quý vị thấy rằng là không, thấy không? Chứ không là chúng ta để kinh trên kệ rồi chúng ta sống dưới đất không, chúng ta khổ như mọi người. Tập ví dụ như cái ai mà những cái món mà mình thích á, những cái món mà rất là nguy hiểm, nó mà bể là cái này là con cháu mà làm bể là có chuyện á. Nhưng mà trong đầu của mình nghĩ Đức Phật nó nói là cái vật có nghĩa là thành trụ hoại không đấy. Bây giờ con nó có rớt xuống nó bể, thôi con nó bể rồi thôi bỏ đi con, thấy khỏe không, có giá trị tu không? Còn không có mà học cái giáo lý Đức Phật là đập nó, mà đập nó lớn là đụng tới cha mẹ của nó, là cả cái gia đình rồi sẽ mất họa nha. Quý vị thấy giáo lý nhà Phật có giá trị chưa? Mà nhớ là học xong rồi áp dụng đi vô trong cuộc sống để chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc ngay bây giờ đấy nè. Bây giờ những cái Phật đó quý vị không đập đi nữa thì đến ngày nó cũng quỷ hoại thôi, nó không có vĩnh viễn được, thấy chưa? Chúng ta học đạo rất là nhiều nhưng mà chúng ta hưởng được cái giáo lý nhà Phật rất là ít, là chúng ta ít có đi nó vào trong áp dụng. Nên bây giờ quý vị cứ mua cái gì mới đó là cứ hăm nó trước đi, nhọa nó trước đi, hại trước sau mưa rồi không thiệt. Còn nếu mà thấy mình mất chánh niệm á, mất chánh niệm bởi không nghĩ tới nó hư á, kiếm cái tờ giấy ghi vô, dán vô nó, trước sau mày cũng hư rồi. Chứ có người mà có chánh niệm á, là người ta sẽ nhận thức được lúc nó hư, người ta biết nó là thành trụ hoại không. Còn mình mắc chánh niệm cái lúc nó hư mình không có nhớ thành trụ hoại không mà đi buồn không à. Hay lắm á, cái này là xin nói cái việc áp dụng trong cuộc sống có giá trị lắm. Mới lại Đức Phật nó có giá trị, mới quý Đức Phật được. Chứ không là chúng ta học đạo là cứ nhiều lắm, nói tới kinh nào cũng thuộc hết, cũng biết hết, nhưng mà khổ dữ, khổ trong ngay cái cuộc sống á. Rồi ha, hôm nay mình dừng ở đây ha. Rồi thì cái bài đó cái để ý có bao nhiêu hơn cái vị mà nó cái vị thấy có một khúc thôi đó, mà học là bốn cái vô lượng tâm, rồi ba cái tâm có nghĩa là ba cái giải pháp, tâm giải pháp môn, rồi quán
bốn cái gọi là tứ niệm xứ nữa. Quý vị thấy một bài kinh tông đấy. À, chúng ta dừng ở đây quý vị. Bài kinh này. À, để chúng ta nghe. Nguyện đêm công đức này hướng về tham